Đem lên lên số 5 á, thống nhất á. À, để ngắm nữa. Thu ngắm nữa chứ. Nhìn cái mai dễ thương ha. Nhỏ vậy. Dễ thương. Nói chung là tất trồng cây này, trồng này, trồng đến luôn. Mai, mai muốn mà ngủ. Nay thì chưa. Nay hú lý rồi. Có cách hú này không? Ủa sao? Hẹn nay đây. Hú lý á chị à? Mỗi căn cái số. Chưa có cách mà có cách đó. Khó làm chi. Tết hôm nay là Thu có rảnh được đi chơi luôn mà. Đi chơi. Nha Trang đang lạnh như Đà Lạt mà đi lên đó chị chụp phí lên đó tôi nói về lên đó chửi mà thích cái không khí lạnh thôi không có được cái gì hết trơn á mà Nha Trang mình đang lạnh mà chạy lên đó morning. Bữa báo với bảo vệ mất cái đèn đó, mấy ông nói gì không chị? Ừ. Tưởng mà tình đến nay sao mà đi cái xe lại trời đó. Ủa sao mà tình bữa nay mà đi cái xe đầu to đó sao mà đi được hay dữ. Mình chưa kịp kẹo. Thôi thôi mình nghĩ nó thôi để chờ gọi một Trang cho chắc anh. Đó là đó.
Hôm nay phòng tìm người. Không phải học đâu. Bác được đi chơi Tết rồi biết không? Anh nói anh bé cũng không có được không kìa. Ừ. Chưa. Cái kia sao? Bữa nay ao ra, bữa nay tắm. Bỏ kia đỡ em. Mấy ngày đúng được. Cái nghĩa là ông xe bấy im vậy á. Nói ông Sang nó gọi nhắn qua cho chị Hạnh, tại vì chị Hạnh gọi cho chú Sang hai số mình lưu á. Bây giờ ông xài số nào thì ông gọi qua cho số đó cho mình để chị Hạnh biết. Chị Hạnh gọi rồi trao đổi gì chị Hạnh trao đổi, bây giờ gọi không được. Chú có hai số của ổng luôn á chứ mà cuối cùng không gọi được số nào. Một cây đá to à, cây sầu riêng, một cây nhãn hả? Riêng muôn skin rồi, muôn skin. Còn nhãn là nhãn gì? Cái tài hả? Không còn. Nhãn là trái to hơn 16 trái. Tao bằng cái vải luôn rồi. Cái đèn trên ngay chỗ cây vú sữa là cái đèn giống đây hay là cái đèn giống đây anh? Đèn kia chị. Đèn đó, cái đèn mua qua cái đèn đang góp tường với hai đúng không? Hay thì cái nhá. Sáng tâm nói gì vậy? Tâm nói để tâm nó chụp giờ chỉ cho nó cái đèn đó vô chụp. Đây nè. Đây là cái nhãn. Nhãn Phùng Châu. Long Phùng Châu. Nhãn Long Phùng Châu. Sầu riêng. Giống phải ngược quay lại. Đây nè. Đây mã vạch. Sầu riêng giống gì đó. Moonskin. Moonskin, Moonskin. Moonskin. Nó mùa xuân là Tết trồng cây. Trồng cây cho đất nước càng ngày càng xuân. Bây giờ mình trồng một cây sầu riêng mua xanh kinh nè. Đây là cây nhãn nè, nông phục châu nè. Ở đây là vườn nho nè, vườn nho mới thu hoạch hết Tết nè. Giờ chỉ còn lá dưỡng xong thôi, qua Tết mình trồng. Thôi mình kết thúc clip đây nha các bạn. Mốt là nhãn với lại sầu riêng có trái thì mình sẽ quay lại cái tập tiếp theo cho các bạn xem nha. Các bạn nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh Hạnh Nha Bobby Vila Nha Trang nha. Cảm ơn các bạn. Sao phải 350 trời cho nó lẻ làm chi vậy? 300. Chắc phải bỏ bị anh à. Bỏ bị không? Bỏ bị không, bị nó gãy cành xuống hộp á. Thank you.
Nặng quá, cầm giùm cái nặng mỏi tay quá. Nãy giờ chưa dám bỏ xuống. Tội nghiệp vợ. Đau chồng nữa nè. Em về. Ủa, bên trong là em chưa? Em bên trong là ấp được hoa rồi. Ok. Bên trong Thank you.
Lấy gì? Phải. Cái ghế lên mày. Rồi, cái tóc mà lấy nha.